Chào quý vị và tất cả các bạn, xin thay mặt những người làm chương trình xin chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thứ bảy tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng đuổi hình và bắt chữ. Thưa quý vị, vâng, bao giờ cũng thế, mỗi chương trình của chúng ta sẽ có những hình vẽ, những đáp án, và ngoài hai người chơi thì chính quý vị và các bạn, những người đang theo dõi truyền hình, cũng sẽ là những người chơi trực tiếp, có thể chơi với thử với chính mình, có thể chơi với những người xung quanh, những người thân thuộc của mình trong máy thu hình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai người chơi trong chương trình hôm nay. Người chơi ở vị trí đầu tiên đó là ai? Xin mời. Xin chào anh Xuân Bắc. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Tôi là Nguyễn Thị Hải Vân, năm nay 26 tuổi. Tôi đến từ Nghệ An. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một game show truyền hình, vì vậy tôi đang rất run và hồi hộp. Hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho tôi cũng như bạn cùng chơi. Bạn Hải Vân ạ, tên của một con đèo rất là đẹp. bạn ở đâu ạ? Bạn quê em ở Nghệ An ạ. À, ở huyện nào của Nghệ An? Ở huyện Nghi Lộc ạ. Cách thành phố Vinh hơn 10 km thôi ạ. Vâng, ở huyện Nghi Lộc. Vâng. Ở trong Nghệ An thì Nghệ An với Hà Tĩnh có rất nhiều chữ có liên quan đến Lộc nhé. Vâng ạ, đúng không? Vâng. Nghi Lộc và Can Lộc ạ. Nghi Lộc này, Can Lộc này, vâng. Đồng Lộc này. Đồng Lộc đúng rồi ạ. Đúng không ạ? Vâng, bạn bây giờ thì bạn đang làm gì ạ, bạn Vân? Em đang là chuyên viên tại Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ạ. À, một công việc rất là nặng nề. Vâng. Bạn nói rằng bạn đang vui, tôi xin lỗi, bạn nói rằng bạn đang run, nhưng mà tôi thấy ánh mắt của bạn lại rất là vui và rạng ngời. Và ánh nói thì của... rất lưu loát. Ánh mắt của em vui nhưng mà chân em đang rất là run ạ. Rất là run. Thế này mà lúc bạn bình tĩnh thì không biết bạn sẽ như thế nào đây, đúng không? Dạ. Bạn run mà tôi thấy bạn lại có vẻ rất tự tin. Không sao. Ít ra là không ai biết được cảm giác thực của mình. Vâng, đúng. Chân có thể đang rất run nhưng mà ánh mắt nhìn vẫn là cương quyết. Như mọi người vẫn bảo là nhìn vậy nhưng mà không phải vậy ạ. Đúng rồi, vậy nhưng mà không phải vậy. Còn bây giờ chúng ta đến với người chơi tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, đó chắc chắn là một người nam giới. Vâng, xin mời. Xin kính chào toàn thể quý vị đang đón xem chương trình đuổi hình bắt chữ. Tôi là Đặng Danh Ngọc, 29 tuổi. Hiện đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Triệu Sơn. Công tác tại phòng PR Marketing. À. Rất vui được tham dự cái chương trình đuổi hình bắt chữ của chúng ta ngày hôm nay, và rất mong nhận được sự cổ vũ cho cả hai người chơi của chúng tôi. Bạn Danh Ngọc ạ. Vâng, bạn Danh Ngọc, bạn đang có cảm giác như thế nào? Có run giống như là người chơi bên cạnh không ạ? Sự em cũng có cơ hội được đứng trước đám đông khá nhiều, nhưng mà lần đầu tiên đứng trên một chương trình truyền hình này cũng cảm giác khá là, mang lại cảm giác khá là khác lạ so với những lần khác ạ. Theo kinh nghiệm nho nhỏ của tôi ấy, thì thường những lúc mà hai người không thực sự tự tin ấy, thì họ phải thường là phải dựa vào nhau. Dựa vào nhau để vững vàng hơn, và hai bạn bắt tay nhau một cái. Đấy. Cảm giác thế nào bạn Ngọc? Dạ cũng đỡ hơn, run hơn rồi ạ. Vâng, đúng rồi. Bạn Vân thấy thế nào? Vẫn run ạ. Vẫn run, sao lại thế nhỉ? Bắt tay lại. Bắt tay chưa đủ mạnh ạ. Đúng rồi, chưa đến nơi đến chốn. Đấy, khác hẳn luôn. Hai bạn đã bắt tay, và bao giờ cũng thế, mở đầu chương trình chúng ta sẽ đến với miếng ghép đầu tiên. Miếng ghép đầu tiên đó chính là miếng ghép ưu thế, và đây cũng là một trong những việc rất quan trọng để cho hai người chơi làm quen với việc trả lời, để các bạn đỡ bị run. Các bạn biết luật của chương trình rồi. Với miếng ghép này, các bạn được quyền trả lời liên tục đến khi tìm được đáp án đúng, và các bạn không cần nhấn chuông, cứ trả lời. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Bắt đầu. Đây là gì? Cô bé đang làm gì ạ? Đang ăn cơm, đang ăn một cái gì đấy. Rồi trong một cái ăn mà lại có cái gì bên cạnh? Ngồi mát ăn bát vàng. Ngồi mát ăn bát vàng, hoàn toàn chính xác. Đó là ngồi mát ăn bát vàng. Trong khi bạn Hải Vân đang suy luận thì bạn Danh Ngọc đã đưa ra đáp án ngồi mát ăn bát vàng, rất chính xác. Không làm, không lao động mà đòi hưởng lợi để phê phán lối sống ăn bám, dựa vào và bóc lột. Bạn là người có quyền chọn điểm, mời bạn hướng lên màn hình. Đây là số điểm mà bạn sẽ phải lựa chọn. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tay để vào chuông. Bắt đầu. 100 điểm.
do bạn lựa chọn. Có vẻ số điểm hơi kém, nhưng không sao. Với mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được 100 điểm. 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép sẽ là một hình, mỗi hình sẽ là một câu. Các bạn có 15 giây để trả lời. Mỗi người chỉ được trả lời một lần duy nhất và hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời. Sẵn sàng chưa ạ? Nào, miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Xin mời bạn Ngọc trả lời. Cầu hôn ạ. Chưa chính xác. Vâng, xin mời. Cầu vồng tình yêu ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là cầu vồng tình yêu. Tên một bộ phim truyền hình nhiều tập của đạo diễn Khải Anh, một đạo diễn rất trẻ và tài năng, cầu vồng tình yêu. Chúc mừng bạn Vân với 100 điểm đầu tiên. Bạn hãy mở chi tiết. Miếng ghép thứ hai, đây là gì? Kính thuốc ạ. Đáp án chính xác, đó là kính thuốc. Kính dùng cho người bị tật về mắt như là cận thị, viễn thị hoặc loạn thị. Và kính thuốc là dùng kính để điều trị cũng như là điều tiết mắt nói chung. Điều trị những bệnh về mắt hoặc là điều tiết mắt để cho nhìn rõ hơn. Kính thuốc, 100 điểm nữa dành cho bạn. Xin mời. Miếng ghép thứ ba, đây là gì? Chợ nổi ạ. Chợ nổi, đáp án hoàn toàn đúng, đó là chợ nổi. Thưa quý vị, chợ nổi, chúng ta được biết rất nhiều loại chợ, là chợ cóc này, chợ đường cái này, chợ xanh này. Chợ nổi là một loại hình họp chợ xuất hiện ở vùng sông nước, phương tiện chủ yếu là các thuyền, tàu hay là ghe. Chợ nổi. Bạn Ngọc, mời bạn nhận 100 điểm. Hãy mở chi tiết. Làm cách nào để các bạn mở chặn đầu chặn đuôi các góc thế nhỉ? Miếng ghép thứ tư, đây là gì? Đây là gì? Đồ xôi. Chưa đúng. Vâng, xin mời bạn. Xôi đồ ạ. Không đúng. Đáp án của chúng ta là, các bạn nhìn thấy trên các bạn nhìn thấy gì ạ? Đĩa xôi. Không phải đĩa đâu, mà to hơn đĩa, rộng hơn. Mâm xôi. Đáp án là màu gì? Mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng là một giải thưởng điện ảnh. Giải này cũng rất hài hước. Cái giải này là giải để trao ngược so với giải Oscar, một giải về điện ảnh rất là danh giá. Người nhận sẽ nhận được một mô hình quả mâm xôi màu vàng gắn trên đế bằng nhựa, khác hẳn với giải Oscar. Mâm xôi vàng, nhưng các bạn lại không trả lời được đáp án. Chúng ta sẽ đến với miếng ghép tiếp theo, và đây là một mốc rất quan trọng. Ai trả lời được miếng ghép này sẽ có cơ hội 5 giây để trả lời miếng ghép lớn với 2.000 điểm. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đây là gì? Một hiện tượng tự nhiên. Nguyệt thực ạ. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là nguyệt thực. Bạn Vân đang tỏ ra là một người rất là nhanh nhạy, nhấn chuông trả lời và thường là chính xác ngay. Nguyệt thực, hiện tượng mặt trăng bị tối một phần hoặc hoàn toàn trong một khoảng thời gian vì đi vào vùng bóng tối của trái đất. Ngày xưa khi mà chúng ta chưa có khoa học giải thích thì chúng dân gian gọi là gấu ăn trăng. Nguyệt thực, 100 điểm nữa dành cho bạn. Hãy mở. 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Chưa có đáp án. Rất khó, bởi vì các bạn đã mở ra còn thiếu rất nhiều chi tiết. Và bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo của các bạn. Miếng ghép thứ 6 là gì? Xin mời. Pin tiểu. Pin tiểu. Rất thông minh, hoàn toàn đúng. Vâng, pin tiểu. Loại pin có kích thước nhỏ. Chúng ta có rất nhiều loại pin. To thì chúng ta gọi là ắc quy. Pin thì có pin đại, pin trung và pin tiểu. Thậm chí có pin đũa và pin cúc nữa. Pin tiểu,
100 điểm dành cho bạn Ngọc. Hãy mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Bạn chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ bảy, đây là gì? Xin mời. Danh lam ạ. Chưa chính xác. Anh nhìn vị trí nó ở đâu? Anh nhìn... xin mời bạn Ngọc. Ranh giới ạ. Ranh giới. Và đáp án của chúng ta là nổi danh. Có danh tiếng và được rất nhiều người biết đến, nổi danh. Bây giờ sẽ là miếng ghép tiếp theo, miếng ghép thứ 8. Dễ quá. Đây là gì ạ? Sao biển ạ. Hoàn toàn đúng, đó là sao biển. Thưa quý vị, sao biển là tên gọi chung của các loài động vật da gai. Sao biển có mặt trên một phạm vi sâu rộng từ các bãi chiều cho đến độ sâu khoảng 6.000 mét. 100 điểm dành cho bạn Vân. Xin mời bạn. 5. Vâng, ba bà đi bán lợn con ạ. Ba bà đi bán lợn con. Theo bạn đây câu này có nghĩa là gì? Cái này là trong một bài hát ạ. Bạn của dành cho thiếu nhi ạ. Vâng. Em có biết nhưng mà em chắc là không hát được ạ. Biết sơ sơ thì... Vâng, thì, biết sơ sơ ạ. Thì hãy chứng minh cho mọi người biết rằng là mình biết sơ sơ ạ. Dạ. Ba bà đi bán lợn con, bán đi chẳng đường lon ton chạy về. Thế thôi ạ. Ba bà đi bán lợn xe, bán đi chẳng đường chạy về lon ton. Ba bà đi bán lợn con là tên một bài hát thiếu nhi. Nhạc và lời Lê Cao Phan. Rất chính xác. Ba bà đi bán lợn con. Chúc mừng bạn Vân với 2.000 điểm. Rất tuyệt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phần thi thứ nhất của chúng ta đã kết thúc rất nhanh. Và bạn Vân là người xuất sắc mở được miếng ghép thứ 10 với 2.000 điểm. Bạn đang có 2.400 điểm. Xin chúc mừng. Bạn Danh Ngọc với 200 điểm đầu tiên của mình. Bạn Ngọc thấy thế nào? Quả thật là cái câu cuối này em cũng đoán ra rồi. Nhưng vâng. Mà bạn Vân quả thật là rất là nhanh và bạn ấy đã trả lời trước em. Bạn Ngọc đang có 200 điểm, bạn có buồn không? Dạ, cũng không buồn lắm ạ. Hy vọng là phần thi sau sẽ xuất sắc hơn được. Bạn Vân với 2.400 điểm, bạn đang thấy thế nào? Vui không ạ? Em đang rất vui ạ. Nhưng mà bởi vì còn 2 phần thi nữa nên là cũng chưa dám chắc được ạ. Chưa dám chắc vâng. Được. Thực ra là chỉ còn 1 phần thi nữa thôi. Vâng. Một phần thi nữa để chúng ta quyết định ai là chủ nhân chiếc ghế đỏ và đó chính là phần thi thứ hai của chúng ta. Trước khi đến với phần thi thứ hai, có lẽ chúng ta sẽ làm quen nhiều hơn một chút bởi vì đây không chỉ là thắc mắc của cá nhân Xuân Bắc mà thắc mắc có lẽ là của nhiều người, của những quý vị và các bạn, những người đang theo dõi truyền hình đang là muốn tìm hiểu thêm về hai người chơi. Đầu tiên chúng ta đến với bạn Danh Ngọc. Đặng Danh Ngọc mở ngoặc dai chưa vợ. Chính xác ạ. Chính xác, dai chưa vợ. Bạn có bạn gái chưa? Dạ, chưa ạ. Cứ mạnh dạn lên, trả lời mà ập ừ, đúng rồi, rụt rè quá. Em hy vọng là qua chương trình này thì cũng kết thúc cái giai đoạn là dai chưa vợ, à dai chưa... Bộ đội không hòm thư. Dạ. Nghề nghiệp là phụ trách PR Marketing tại công ty cổ phần Triệu Sơn. Công ty của bạn chuyên về gì ạ? Chuyên về trồng sản xuất và phân phối các sản phẩm từ dược liệu quý của Việt Nam. À, dược liệu. Thuốc nam ạ. Dạ vâng, gần gần như vậy ạ. À. Tức là sản phẩm về phòng ngừa ung thư ạ. Sở thích là du lịch, giao lưu, chém gió bạn bè. Chém gió bạn bè. Bạn đã du lịch được những đâu rồi hả bạn Ngọc? Cũng khá được nhiều nơi ở Việt Nam rồi ạ. Vâng. Ví dụ như là hầu hết các tỉnh ở phía Bắc. Ừ. Hòa Bình, Lạng Sơn, Lai Châu. Sơn La, Lai Châu, vâng. Điện Biên. Đi hết rồi. Gần như là công việc cũng phải đi khá nhiều. Thế là cũng có nhiều cơ hội được ngắm các cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam ạ. Rất đẹp, càng đi chúng ta càng thấy yêu quê hương đất nước. Càng đi thì chúng ta càng thấy được rằng là những nơi mà chúng ta chưa khám phá có rất nhiều điều để chúng ta tìm hiểu. Tôi cũng may mắn được đi khá nhiều nơi trên đất nước mình và tôi nhận ra rằng là quê hương đất nước mình thật là đẹp. Thậm chí là trên những con đường mình đi thôi đã thấy đẹp rồi.
Có những nơi thì cánh đồng lúa tít tắp, có những nơi thì đồi núi trùng trùng điệp điệp, có những nơi mình cứ đi song song với dòng sông, đẹp lắm, cảnh đẹp, đặc biệt là ở những cái đoạn đèo hay là ở vùng cao, đẹp vô cùng. Em có dịp được đi đèo Hải Vân rồi. Đèo Hải Vân. Bạn thấy Hải Vân thế nào? Quá đẹp luôn ạ. Vâng. Nhất là được đứng trên Hải Vân thì quá đẹp luôn. Vâng. Dạ. Đứng trên đèo Hải Vân. Đó, đúng rồi, là đứng trên Hải Vân đúng không? Vâng. Thực ra là nếu mà mình dừng chân trên đỉnh đèo Hải Vân, mình bảo ô đứng trên Hải Vân này mà ngắm biển trời thì cũng tốt. Cũng chả ai nói được rằng mình nói sai cả, đúng không? Bạn là Hải Vân thì đã đến Hải Vân bao giờ chưa? Em cũng có dịp đi qua đèo Hải Vân rồi ạ. Có dừng lại không ạ? Có ạ. Có chụp ảnh không ạ? Có ạ. Lúc đó có tự hào vì tên mình giống như tên con đèo đó không? Có tự hào ạ. Đúng không? Vâng. Hải Vân rất đẹp. Chúng ta tiếp tục. Bạn là Đặng Danh Ngọc. Lý do tham gia chương trình của bạn là gì ạ? Thực sự là cũng chưa một lần nào được đứng trực tiếp ở tại trường quay như thế này. Và rất là mong muốn được một lần lên truyền hình để bạn bè, đồng nghiệp cũng như là người thân được nhìn thấy mình, xem là có khác gì so với ngoài đời thường không. Đấy là lý do nhất. Lý do thứ hai là thực sự là cũng rất thích những cái hoạt động mà game show truyền hình. Vâng. Rồi biết đâu đấy lại có thể kiếm được tiền nhờ tham gia chương trình game không show biết thì sao đâu, chắc dạ. Chắn rồi. Ít nhất bây giờ bạn rời khỏi chương trình bạn đã có 200.000 đồng. Biệt danh của bạn Vân thì có rất nhiều, đó là Vân Bờm này, Hiệp Sĩ Lùn này, Em Bé này, Vân Còi này. Nếu tự đặt biệt danh cho mình thì sẽ là gì ạ? Vân Vụng Về ạ. Vân Vụng Về, 3 chữ V. Vâng ạ. Tại sao bạn lại có thể tự đặt cho mình một cái? Tại vì cái này không phải là khiêm tốn mà đây có thể là nhận xét chung của rất nhiều bạn bè. Bởi vì em thường thường cứ động vào cái gì là nó lại hỏng. Động vào cái gì là hỏng? Vâng. Tôi khuyên bạn là bạn Ngọc định nói gì ạ? Xem em sẽ không động vào người anh Ngọc. Bạn Ngọc định nói gì? Định nói cái ý đấy á? Dạ, thử đụng xem vào tay em xem có hỏng luôn không. Nếu mà bạn đụng vào cái gì hỏng cái đấy thì tôi khuyên bạn là nếu phải thay đổi công tác thì bạn nên chuyển sang hai nghề. Nghề gì ạ? Đều là liên quan đến buôn bán thôi. Một bên là buôn bán sắt thép, một bên là buôn bán đồ nhựa. Thì nó cái thứ đấy khó hỏng ạ. An toàn hơn. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em rất nhiều ạ. Và cũng giống như mọi người đấy là xem TV, đặc biệt là xem các game show như là Đuổi Hình Bắt Chữ ạ. Ngoài ra thì em rất thích nghe nhạc, đọc sách, đi chơi, đi phượt, tụ tập và tán gẫu cùng bạn bè ạ. Rất nhiều ạ. Quan niệm về cuộc sống. Quan niệm về cuộc sống của em đấy là trong cuộc sống thì rất cần cái sự chân thành, sự thông cảm và quan trọng là có cái sự bao dung và tha thứ cho nhau. Tức là nếu có sự chân thành chúng ta sẽ dễ thông cảm nhau hơn, đến gần dễ hiểu nhau hơn. Chân thành rồi thì thông cảm, tức là cần phải hiểu nhau. Từ việc đến gần nhau và hiểu nhau, từ chân thành đến thông cảm. Và từ hiểu nhau rồi thì sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Tức là bạn chấp nhận trong cuộc sống có những lỗi lầm để chúng ta có thể chia sẻ. Em nghĩ là ai cũng phải chấp nhận thôi ạ. Đúng rồi, ai cũng phải chấp nhận. Ước gì mà cô gái nào cũng có những quan điểm giống như bạn Vân. Đấy là em nói thôi chứ em cũng không biết là em có làm được hay không ạ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, hai người chơi đó là bạn Hải Vân và bạn Danh Ngọc. Hai người đang có số điểm rất chênh nhau. Số điểm của bạn Hải Vân gấp 12 lần số điểm của bạn Danh Ngọc. Không biết là ở phần 2 thì hai bạn sẽ có những cái phần thi đấu tiếp theo như thế nào, những chiến lược kế sách như thế nào. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Vâng, phần 2 của chương trình. Đây là những cơ hội để các bạn khẳng định số điểm của mình là bao nhiêu và kết thúc phần thi này. Ai có số điểm cao hơn người đó sẽ là chủ nhân chiếc ghế đỏ đến với phần thi thứ 3 của chương trình. Vẫn là 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép vẫn là một hình, mỗi hình vẫn là một câu. Đó chính là đáp án của chúng ta. Ở phần thi này, mỗi câu chúng ta được quyền chọn điểm một lần. Ở phần trước thì bạn Ngọc chọn điểm là được 100 điểm. Có vẻ cả hai bạn hơi buồn. Và bây giờ chúng ta được quyền thay đổi những cái điều đó, phụ thuộc vào chính các bạn. Bạn Vân sẽ là người chọn điểm đầu tiên ở miếng ghép thứ nhất. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý rằng là lần này các bạn được quyền trả lời liên tục. Nhớ nhá, trả lời liên tục trong vòng 15 giây. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Bắt đầu chọn điểm. 300 điểm bạn Vân đã chọn. Đây là gì? Một loại bút ngòi nhỏ bằng... Xin mời bạn Ngọc.
Bút kim. Bút kim. Đáp án hoàn toàn chính xác, đó là bút kim. Loại bút ngòi nhỏ bằng kim loại và nhọn, dùng để viết hoặc vẽ các nét thanh mảnh, bút kim. 300 điểm dành cho bạn Ngọc. Mời bạn mở chi tiết. Những ghép ở giữa. Phần chọn điểm của chính bạn Ngọc. 450. Đây là gì? Mời bạn Ngọc. Chó mực. Chó mực là đáp án hoàn toàn chính xác, đó là chó mực. Bạn Vân thấy thế nào? Tôi thấy bạn vâng, em cũng đoán được rồi nhưng mà em bấm chuông chậm hơn. Bạn Ngọc có vẻ đang phục thù ạ. Không phải. Có thù gì với bạn Vân đâu mà phục. Bạn Ngọc đang có vẻ lấy lại phong độ. Lấy lại những gì mình đã chưa có phần. 450 điểm dành cho bạn. Miếng ghép thứ 3. Bạn Vân chọn điểm. 550, số điểm càng cao dần. Đừng bỏ phí, đây là gì? Anh gợi ý đúng không ạ? Đây là tên một loại kẹo, nó đang làm gì đấy? Nhưng mà kẹo kéo á. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là kẹo kéo. Bạn thấy cái vai trò của người gợi ý nó quan trọng. Rất quan trọng ạ. Quan trọng quá đi chứ. Bạn Ngọc thấy thế nào? Quả thực là lúc đầu em chưa hình dung ra, nhưng mà khi anh gợi ý thì em bấm chuông nhưng mà không kịp. Đấy. Nhưng quan trọng hơn em nghĩ là phải làm sao để anh gợi ý được ạ. À được rồi. Các bạn cố gắng gợi ý cho tôi, gợi ý nhá. Vâng ạ. Rồi. Kẹo kéo là kẹo rất quen thuộc tuổi thơ của mỗi chúng ta. Kẹo kéo thì được làm thủ công bằng nguyên liệu chính là mật mía hoặc đường và bột. 550 điểm thuộc về bạn Vân. Hãy mở. Các bạn đã nhìn thấy cái gì rồi? Thấy một cái gì đấy nó đang chạy đi chạy lại. Cái gì đấy nó chạy đi chạy lại. Không biết là cái gì. Miếng ghép thứ 4, xin mời bạn Ngọc chọn. 500 điểm, toàn số điểm cao. Đây là gì? Mời bạn Ngọc. Gì đấy? Đèn chiếu. Chưa chính xác. Mời bạn. Bật đèn ạ. Không phải. Cái kia không phải là cái để bật. Xin mời. Đèn chụp. Gần đúng rồi. Anh gợi ý ạ. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Chụp đèn. Chụp đèn là rất chính xác. Đó là chụp đèn. Bạn cộng thêm cho mình 500 điểm. Và bây giờ mời bạn hãy mở chi tiết. Xin mời phần chọn điểm của bạn Vân. 450 điểm. Các bạn lưu ý đây là miếng ghép thứ 5 rồi. Và các bạn biết luật của chương trình nhé, rất quan trọng. Hãy cố gắng mở được miếng ghép nhỏ để có cơ hội trả lời trước đối thủ của mình. Miếng ghép thứ 5 với 450 điểm, đây là gì? Mời bạn Ngọc. Bát nước. Chưa chính xác. Mời bạn Vân. Mặt nước ạ. Mặt nước là một đáp án không thể sai. Vâng. Mặt nước, phần bề nổi ở phía trên của mặt nước. Bạn cộng thêm cho mình bao nhiêu? 450 điểm ạ. 450 điểm, rất chính xác. Hãy mở. Đây là gì? 5, 4, 3, 2, 1. Bạn Ngọc chọn điểm ở miếng ghép thứ 6. 100. Đây là gì? Anh gợi ý. Đây là gì? Ở trên cái gì? Và như này xuống. Xin mời. Nhảy dù. Dạ. Yeah. Nhảy dù. Đáp án hoàn toàn chính xác, đó là nhảy dù. Bạn Vân thấy miếng ghép này chúng ta thú vị không? Nhảy rất dù. Thú vị ạ. Vâng. 100 điểm dành cho bạn Ngọc. Mời bạn. Nào, cơ hội.
3.000 điểm đang chờ. Rất quan trọng miếng ghép này. 5, 4, 3, 2, 1. Chưa có câu trả lời, chúng ta đến với phần chọn điểm tiếp theo của bạn Vân. 400 điểm, xin mời. Rất dễ trong rừng. Nhưng mà Rồng đến nhà tôm ạ. Hoàn toàn đúng, ăn nhau ở thời điểm. Rồng đến nhà tôm, ví trường hợp người cao sang đến thăm kẻ thấp hèn, thường dùng trong lời nói nhún nhường, kiểu cách của chủ nhà đối với khách. Bạn cộng thêm cho mình 400 điểm. 5 giây dành cho bạn. Đây là gì? 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 8. Mời bạn Ngọc chọn điểm. Chọn điểm cao lên nào. 550, đúng là rất cao. Chúng ta cùng tìm đáp án của miếng ghép này. Với 550 điểm. Một khái niệm trong toán học. Trong vâng, xin mời. Phép cộng ạ. Chưa chính xác. Và viễn thông. Nhấn chuông rồi ôi. Nếu trong toán học hai cái cộng với nhau thì phép tính đó chúng ta sẽ ra cho ra một gì ạ? Tổng số. Cho ra một tổng. Tổng đài. Vừa toán học vừa viễn thông thế này khó thế chứ. Lại... Được không? Đây là tổng đài. Thật tiếc. Các bạn đã không giành được số điểm rất cao là 550 điểm. Và bây giờ sẽ là miếng ghép nhỏ cuối cùng, miếng ghép thứ 9. Mời bạn Vân. 300. Đây là gì? Cái gì? Ở trong đấy có con gì? Hai từ. Dễ lắm mà. Công. Các bạn nhìn thấy xe gì? Xe màu... Ở trong có con gì? Công. Đáp án là xe công. Hiểm quá. Hiểm không? Quá hiểm luôn. Hiểm. Thế nhưng mà khái niệm này thì dễ rồi đúng không? Xe công thực ra là những xe dùng trong cái công việc, xe công vụ, xe của tập thể. Vâng. Xe công. Tiếc quá. Thế các bạn nhìn thấy xe rồi, các bạn nhìn thấy công rồi mà. Nhưng quá, em quá nghĩ là công gì đấy. Xe công. Không sao, nào. Hai bạn cùng có quyền trả lời miếng ghép thứ 10 và mỗi người chỉ được trả lời duy nhất một lần. Bình tĩnh nghe tôi gợi ý. 3.000 điểm. Nào, chú ý này. Các bạn nhìn thấy cái gì đây? Cái giày. Ở đế nó đang như thế nào đấy? Có cái gì đấy? 3 từ. Nào, 5, 4, 3 từ. 3. Đế mũi thuyền ạ. Đế mũi thuyền không phải. 2. Vâng, xin mời bạn Ngọc. Đây là gì? Giày mũi thuyền. Giày mũi thuyền. Một tí nữa thì đúng. anh mắc là em đau tim quá. Đáp án của chúng ta là giày đế xuồng. Giày có kiểu dáng đế cao liền khối giống như chiếc xuồng, gọi là giày đế xuồng. Thật tiếc rất các bạn tiếc. Bỏ đi 3.000 điểm. Biết thế trước đó tôi gửi các bạn đáp án, các bạn xem cho nó dễ nhỉ. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem số điểm hai người chơi giành được. Bạn Ngọc đang có 1.550 điểm, xin chúc mừng. Bạn Hải Vân đang có... Bạn Vân đoán mình bao nhiêu điểm? Khoảng 4.000 không ạ? Bao nhiêu ạ? 4.000 ạ. Vâng, bạn Hải Vân đang có tròn 4.000 điểm. Trừ đi 200 điểm là có 3.800 thôi. Bạn đoán gần đúng rồi. Bạn Vân sẽ là chủ nhân chiếc ghế đỏ và chúng ta phải chia tay bạn Ngọc. Bạn Ngọc thân mến, tôi không muốn nhưng mà đây là quy định của chương trình. Bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được, đó là 1.550.000 đồng cộng với quà của chương trình. Xin gửi bạn. Xin gửi bạn. Chúc bạn luôn luôn thành công, may mắn và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Vâng, siêu tốc. 60 giây người chơi phải trả lời được 5 câu thẳng hàng. Và đặc biệt là muốn giành giải thưởng lớn nhất của chương trình đã phải qua câu M, một điểm đen trong phần thi này.
rất là khó khăn. Bây giờ tôi đang muốn hỏi bạn Hải Vân có cảm nghĩ như thế nào và mong muốn của bạn là gì? Mong muốn của em tất nhiên là trả lời hết được tất cả các mảnh ghép trong phần chơi cuối cùng này ạ. Vâng. Và bạn có hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật không? Có, em rất hy vọng ạ. Tôi còn hy vọng hơn, lâu lắm tôi không được trao giải thưởng. Bạn sẵn sàng nhá. Vâng ạ. Mọi người đang cổ vũ cho bạn. Nào. 25 ô chữ cái được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Người chơi có thể đi theo hàng dọc hoặc hàng ngang, không qua giao điểm M. 60 giây trả lời được 5 câu thẳng hàng sẽ được 15.000 điểm. Còn 30.000 điểm sẽ là số điểm thưởng nếu người chơi đi qua giao điểm M. Sẵn sàng chưa ạ? Em sẵn sàng ạ. Vâng. 60 giây bắt đầu. A. Chữ A. Đây là gì? Bánh kem dâu ạ. Chưa chính xác. Bánh dâu. Không đúng. Kem dâu. Không đúng. Hãy nhìn những cái gì mới hiện ra trên màn hình. Bỏ qua. Bỏ qua. Tí nữa bạn có thể quay lại. Vâng, B ạ. Chữ B. Đây là gì? Nếu chỉ như... màu, chỉ màu. Không phải. Nếu như bạn không biết một điều gì đó, bạn hỏi một người biết và người ta sẽ như thế nào đối với bạn? Bỏ qua. Bỏ qua. C. Chữ C. Đây là gì? Câu này rất khó, không đơn giản. Bỏ qua. Bỏ qua. D ạ. Chữ D. Đường ven biển ạ. Không phải. Đường hoa. Hoa gì? Hoa mai. Đáp án chính xác là đường hoa mai. Đường hoa mai rất chính xác, là tên một loại đường. E ạ. Chữ E. Đây là cái gì, nó đang làm gì? Bốn từ. Chữ 13. Hơi khó đúng không? Thậm chí cái đường hoa mai bạn đã mời bạn đứng dậy. Cái đường hoa mai bạn nói thôi nhưng vâng. Bạn đã tưởng tượng ra đường hoa mai như nào chưa? Chưa ạ. Đường hoa mai là một tên một loại đường mà. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 60 giây người chơi đã trả lời thêm được một câu và tổng số điểm của bạn Hải Vân đang có bây giờ là 3.900 điểm. Bạn sẽ ra về với số tiền tương số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin gửi tặng bạn. Chúc bạn luôn luôn xinh đẹp và may mắn. Em cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Xin cảm ơn hệ thống siêu thị điện máy Topke và thiết bị nhà bếp Faber đã tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vietstarmark đã phối hợp thực hiện chương trình. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất và được phát sóng thường xuyên vào tối thứ bảy hàng tuần. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.